Được bao tiền đây? 3,5 triệu. Một, nhắn vào Zalo đi. 1, 2. Xin bán rồi thôi. Không, tức là nhắn vào Zalo là đã được gửi ông 3,5 triệu rồi, không đéo biết đâu, tí là đéo ấy đâu. Nhắn vào. Uy tín nào? 2,5 triệu, 2,5 triệu mới cả 4,5 triệu là 7 triệu. 7 triệu là đặt 2 triệu rồi. Mẹ chuyển tiền mình mới nhận ông này 1 triệu mà bây hôm nay này bảo là đã gửi 2 triệu. Rất đẻo. Thế phải báo nhanh như thế. Một kinh nhờ, bận đéo gì thế giờ kiếm được mấy trăm triệu một tháng mà bận thế. 8 triệu mà bận như thế thì vừa lớn ngớ bắt được con gà đây này, chăn gà đây này. Tự nhiên lại có tiền. Con gà chuyển tiền xong rồi con gà không báo. Xong rồi con gà bảo là đây là 3,5 triệu này. Tôi thực ra là tôi lại không biết cách đếm tiền nhá. Mẹ đếm là được, cứ đếm đi đếm lại 1 triệu, 2 triệu, 3,5 triệu. Để lấy cái găng tay xong rồi xuống đo. Đo gì nhỉ? Để đây là mẹ để tiền là lung tung là dễ bị nhảy á. Cầm cái ấy xuống để đo. Cái mẹ ôi chết rồi, đi dép ở ngoài vào trong nhà rồi. Kiểu chưa bao giờ cầm tiền cho nên cầm được 3,5 triệu mà phát này. Đi dép trong nhà lại đi ra ngoài. Đi dép mà ở ngoài đường lại đi vào trong nhà. Thước. Mở cốp xe để lấy cái thước để đo cho mấy bạn ấy quất. Xong rồi tự nhiên thấy cái việc ông này ông lớn ngớ thế nào mình định chia sẻ, nhưng mà đấy mẹ cứ gặp ông này là cuống lên hay sao nhỉ, cứ đi dép trong nhà này đi ra ngoài đường, xong rồi đi dép ở ngoài đường lại đi vào trong nhà đây. Xong rồi chưa mọi người, cái quất giá rẻ đây, quất đố thí chủ biết là cây quất này bao tiền, bê luôn về mà chơi. Kình thế nhỉ, đoán đúng thế nhỉ. Chả 2,5 lít. Đi đi. Hôm kia nhá, xuống mé nhá, nó đòi mẹ có 250 đẹp hơn này. Thế cơ à? Mẹ thế thì. Thế thì đấy là mua 1,000 cây. Mua lẻ mẹ ai bán cho giá 250-300 nghìn. Lớn ngớ ơi, gặp đúng ông này để định này. Ông này lớn ngớ mà ông ấy trả giá cao một phát là có cái lý do để cho các bạn xem là mình bán rẻ. Mẹ này cây 3 lít để mặc bảo là có 2,5 lít. Bê thì còn gì nữa. Sạc thì điện thoại cứ để đấy, bê con này nó nặng lắm đấy. Xe rùa đâu. Bán 4,5 triệu cây này nhưng mà đến tận 15 ngày không lấy thế là nó rụng con mẹ nó hết lá này. Bảo chết rồi phát là mất tiền cọc, thế là mất cọc 1,5 triệu. Nhưng mà cuối cùng là lớn ngớ lại định vị được tìm đến nhà. Vanh con này 20 mấy. Hỏi những con kia toàn 18 triệu mới 20 triệu thì bảo cây này 4,5 triệu thì quá rẻ còn gì đấy. Mua hàng tự mấy kéo cái khóa lên không rồi rơi mẹ nó hết tiền rồi này bảo. Ôi giời. Toàn mẹ toàn khẩu trang à? Toàn khẩu trang. Đau hết đầu, mẹ khẩu trang công ty người ta phát miễn phí này. Cây 1 triệu nhưng mà mua lẻ, nếu mà một gương 1 triệu mua lẻ thì nặng đấy, đánh bầu to đấy. Từ hôm ôi. Đấy nhìn thấy chưa, dân nghiện nó khác ngay. Tự đến rồi tự mua, thằng chủ là chỉ có lãi chim rồi. Xong rồi kể chuyện cho các ông là nghiện nó khổ thế này. Nghiện nó khổ. mua cây xong rồi để đây xong rồi. Nhưng mà mình tự nhiên mình bán rẻ cây này 4,5 triệu này. Xong rồi này mất công đánh này, xong rồi trở về đây mẹ mất mẹ 200. Tự ông này ông ấy bò đến xong rồi. Đặt cọc xong rồi bò đến xong rồi tự bê tự vận chuyển. Để xem biển số xe. Xem hôm nay là cho các ông là đánh là lô là trượt. Mẹ bán được cái cây 4,5 triệu. 4,5 triệu này, bán cho thí chủ này 4,5 triệu này. Vành 21-22 này. Thậm chí 20 luôn. Thực ra là mộc hương nhá. Mọi người mộc mọi người không thể lấy cái vanh này để mọi người ấy đâu này. Đây. Không phải là cái vanh ấy đâu mà nó thật tật như nào, nó vanh gốc như nào. Cái con này thật bản chất là tại sao mà nó rẻ?
một phần cũng là vì tôi bán rẻ.